đâu rồi? Em vừa thấy trong tàu rồi. Em vừa thấy chạy trong tàu rồi. Anh giờ chẳng thể làm gì tốt hơn. Tình yêu ai chẳng muốn ở bên người mà mình thương, cùng đi hết quãng đường. Dù người con gái anh thương, lòng vẫn còn bao vấn vương. Nếu muốn làm giàu lên ngay clmm88.me, hệ thống trả lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao, đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Đây rồi. Dạ. Em thấy anh kiện đâu? Em vừa thấy mấy thằng bạn bảo là anh mua vé ở đây này. À, chỗ đây á? Vâng. Dạ. Em đợi gọi anh đến. Bảo đấy. Em thấy thằng bạn em bảo là thấy anh kiện mua vé ở đây này, gọi em ra. Mà chúng nó vô được nhưng mà anh chết. Nhưng mà em không biết anh đi đâu cơ. Em chỉ biết ga này em đứng đợi, em bảo chị lên này. Sao ga em có ai chị nhở? Ai đi hết rồi. Ga không bóng người luôn. Bạn em bảo là bạn em thấy anh đi mua vé ở đây này, nên em chạy lên đây luôn, em gọi cho chị thôi. Em chưa đi tìm, em tìm được mỗi bọc ở ngoài kia thôi. Chị đang làm cho khách ở dưới nhà, hay là chị nghe tin quá, chị phải chạy vội lên luôn đấy. Bạn em mua vé vào đây. Chị đợi mua vé quá. Tàu đi hết rồi. Bầu bí mà anh không lo chị gì hết đấy, bắt đầu từ hồi chị có bầu cái là bắt đầu á ăn chơi xa đây. Giờ chị có bầu mà anh chẳng nghĩ nữa, giờ anh đi của bê vợ con rồi cả lại là chị chạy từ từ thôi, còn em bé sao đi đâu các em. Em vừa thấy trong tàu rồi. Em vừa thấy chạy trong tàu rồi. Không phải được rồi, đóng cửa tàu mất rồi. Đó, lên tàu xuống với em. Anh Kiên cố nạn thế nhở? Anh Kiên cố nạn thế nhở? Em vừa thấy chạy trong tàu. Anh giờ chẳng thể làm gì tốt hơn. Tình yêu ai chẳng muốn ở bên người mà mình thương, cùng đi hết quãng đường. Dù người con gái anh thương, lòng vẫn còn bao vấn vương. Thật lòng anh yêu rõ vết thương em. Có loại thì chạy đi thôi, còn gì mà đi trốn hả? Xong anh còn chị đã ở đây rồi, chị bầu gì không thứ anh cũng chả lo rồi thôi. Không giờ anh đã bỏ chị ở đây mà. Thôi chị đừng khóc chị ơi. Chị khóc ảnh hưởng đến em bé trong bụng đấy. Chị đừng xúc động nhiều quá, ảnh hưởng thai. Chắc tối anh Kiên đến nơi anh cũng phải chị mà. Đi không nói chị biết gì hết. Nếu mà đi mà gọi điện cho chị thì chị cũng biết. Đây không nói chị biết gì cả. Em không hiểu sao anh cũng không biết anh có xứng đáng là đàn ông nữa không ấy. Chắc là tối anh cũng gọi điện lại thôi mà. Đàn ông đang đáng đéo gì mẹ phải để vợ mình này xong rồi bỏ trốn với số nợ to thế. Chị đã bảo là chị lo hết cho nợ mà, chị có bảo là chị không trả nợ đâu. Tất cả đấy giờ anh đi rồi anh để chị mình trả hết.
giờ không biết anh khốn nạn đến như nào nữa. Anh để lại một số nợ to cho vợ thì đã bầu rồi, nhưng mà để cho vợ trẻ chồng trốn đi. Đéo không hiểu nó là đàn ông hay là thằng đéo gì nữa rồi. Đéo biết phải là con người đấy không? Chị mất điện thoại là chị gọi anh nào? Sao em đâu? Giờ không biết được có nghe máy không? Tiền nong thuê bao rồi, có. Em gọi thuê bao suốt từ nãy giờ. Tiền nong không có, đi đâu không có chỗ ăn, không biết đi đâu được. Thuê bao rồi. Giờ không biết sao. Chị phải đi tìm chứ. Anh, chị Hân. Chị ơi. Tàu đi xa chị ơi. Tàu đi xa chị tìm kiểu gì bây giờ? Tàu giờ đi xa rồi. Sao phải làm nào? Giờ hai chị đi về nhà đi. Mẹ sao anh khốn nạn thế nhở? Đéo biết đàn ông hay là đàn bà nữa đi, mẹ để vợ ông trả lận mà. Nhà kiêng khốn nạn thế nhở? Không không hiểu nghĩ cái đéo trong đầu. Mẹ giờ nợ 50 triệu cho đấy để vợ trả. Bây giờ chị về nhà đi. Chồng là chị không cần biết lý do tiền nong gì cả. Chị chỉ lo anh kia là bây giờ anh kia đi không có tiền trong túi. Chị lo cho anh, không lo chị đâu. Giờ anh đi đây. Anh để chị với con của mình đây. Giờ chị về nhà đi, không tối còn lạnh ảnh hưởng đến bé. Đau đầu chứ. Chăm anh nhờ khổ. Rồi chị cứ để cho anh cái khổ đi. Rồi số nợ đấy giờ thì chị để phải gồng gánh đấy. Đấy có thằng đàn ông nào để cho vợ mình nó trả tiền đâu. Đấy giờ chị nha em, chị đi về nhà đi. Giờ chị không nghĩ cho chị nhưng mà chị nghĩ cho em bé. Giờ chị đang có em bé đấy. Một mình chị về nhà, chị đang bầu bí, chị ở nhà mình này, sao chị chịu được? Chị bố về... chị mà biết chuyện này, bố chị đập chết đấy. Chị về nhà đi, chị nghỉ ngơi, biết đâu tối anh gọi. Bây giờ chị ngồi đây làm gì đâu, giờ đuổi theo anh cũng đi mất rồi. Mà mình nên muộn thì anh cũng đi rồi. Giờ thế không biết anh đi đâu. Chạy lên nhanh hơn thì tìm anh kia rồi. Em đang ở nhà, thế mà bạn em bảo thấy anh kia chạy lên ga là em chạy lên luôn. Em không bỏ việc làm mà. Bao nhiêu khách phải bỏ việc làm thì đi đây tìm Nguyên. Chị đang làm khách đây, chị nghe tiền chị chạy vội lên đây. Thôi đi về đi.